Xin chào tất cả mọi người, em xin tự giới thiệu, em là Nguyệt, nhân viên hợp tác xã Dao Vút Sen. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến các anh chị một bộ dao cao cấp bản chống dính hai mặt ở bên em. Thì nhiều anh chị cũng bảo là em có bản chống dính hai mặt không ấy, thì tại vì là lâu lâu rồi thì em cũng không quay cái bộ này. Thì ra là em hôm nay thì em sẽ lên cái clip này thì tiện em cũng giới thiệu đến các anh chị luôn. Đây là một cái bộ dao cao cấp bản chống dính hai mặt ở bên em. Tại vì cái bản cao cấp này thì bên em chỉ có ba cái cây này là chống dính hai mặt thôi, còn đâu thì tất cả đều là bản trơn và bản chống dính một mặt, nó sẽ khác nhau về cái kiểu dáng. Còn đâu thì cây này thì em sẽ có một cái bộ này thì em sẽ có một cây chật gà này, một cây thái này và một cây lọc nhá. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu đến các anh chị đấy là một mẫu dao chật gà, mã là DCGD. Cây này hiện tại đang có giá là 399.000 ạ. 399.000 một cái bản chống dính hai mặt như thế này. Đó, các anh chị mình mua làm quà này, mình mua tặng này hoặc là mình dùng trong gia đình đều được nhá. Đó, cái cây này thì sẽ có chiều dài lưỡi này sẽ rơi vào khoảng 22 cm. Bản rộng ở đây sẽ rơi vào khoảng 8 cm nha. Đó, sống dao này sẽ dày 3 ly ạ, sẽ dày 3 ly nha các anh chị ơi. Đấy, cán này thì sẽ là cán gỗ cẩm chỉ ạ. Đó, khâu và chốt này sẽ là đồng vàng nha, và bản sẽ là chống dính hai mặt như thế này. Đó, bản sẽ là bản chống dính hai mặt như thế này ạ. Nó nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Cái này thứ nhất là nó đẹp này, thứ hai là nó có một cái chức năng nữa là khi mà mình dùng mình chặt thái này nó sẽ không bị dính vào dao. Thứ nhất là nó đẹp này, thứ hai là khi mà mình chặt thái thì nó sẽ không bị dính vào dao. Đấy, đến một cái đặc điểm của cái bản chống dính này. Đó, thì ở đây các anh chị có thể thấy nhá, trên lưỡi dao này sẽ có lập chím chữ HTX Dao Vút Sen này và có tem chống hàng giả nhá. Ở đây cán này sẽ có cán này, ở đây sẽ hơi gò một chút để tạo điểm nhấn này. Đó, một cây như thế này thì mình có thể là mình chặt gà vịt này, ngoài ra thì mình có thể mình chặt sườn này. Đấy, dùng trong gia đình thì thường thì chặt gà vịt thì một tuần thì mình sẽ chặt khoảng 2-3 lần thôi. Còn một cái mẫu dao thái thì hầu như là ngày nào mình cũng sử dụng rồi. Đấy, thì chắc chắn là không thể thiếu rồi. Thì ở đây em có một mẫu dao thái mã là DTD. Cây này hiện tại đang có giá là 299.000 ạ. 299.000 một em này nhá. Sẽ là bản chống dính hai mặt như thế này. Về cái kiểu dáng đây các anh chị có thể thấy này, hai cái cây này thì nó sẽ kiểu nó sẽ là bản truyền thống giống như nhau. Cán này nó chỉ khác là cái con này thì là cái dòng dao thái, nên là ở đây thì cái chốt của nó này, cái bản nó nhỏ hơn nên là chỉ có một chốt thôi. Và cái dáng này, cái kiểu dáng của nó thì nó sẽ nhỏ hơn một chút. Cây này thì chiều dài lưỡi sẽ rơi vào khoảng 20 thôi. Và bản rộng ở đây sẽ rơi vào khoảng 7 cm các anh chị nhá. Đó, và dày sống dao ở đây sẽ là 1,5 ly này. Là một cái dòng chuyên thái thì cái sống dao của nó bao giờ nó cũng sẽ mỏng hơn, để khi mà mình thái thì nó sẽ ngọt thịt hơn, được mỏng miếng thịt hơn ý, nó không quá dày ý. Và những cái bản như thế này mình đưa tay rất là dễ này, cầm thì nó cũng vừa tay luôn, nó không quá nhẹ đâu ạ. Cây này thì nó sẽ nặng khoảng 350 gram. Đó, tại vì nặng quá thì nó là cái dòng chật gà rồi, nó hay bị thái thì nó bị nát thịt ý. Đó, một cái cây như thế này mình sẽ dùng chuyên thái nhá, thái gọt rau củ, thái thịt đều được ạ. Đó, một cái mẫu như thế này thì có giá là 229.000. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến các anh chị đấy là một mẫu dao DTD, cũng là một mẫu dao lọc bản chống dính hai mặt nhá. Đó, một cái mẫu dao lọc bản chống dính hai mặt. Cây này thì sẽ có chiều dài lưỡi này 22 cm, bản rộng ở đây thì sẽ rơi vào khoảng 5 cm nhá. Đây, sống dao sẽ dày 1,5 ly thôi ạ. Đấy, và ở đây là một cái dáng dao lọc, ở đây mũi nó sẽ hơi nhọn như thế này để mình có thể là mình phi lê này, mình lọc cá này, ngoài ra thì mình có thể là mình làm lòng gà, lòng vịt, mình đều có thể là mình sử dụng được. Và trong gia đình thì thường thì một cái mẫu dao vừa chặt gà này, vừa thái này, vừa lọc được thì một bộ ba như thế này cũng đầy đủ chức năng rồi. Khi mà mình làm cỗ bàn thì mình chỉ cần một bộ như thế này thôi. Mà một cái bộ dao như thế này khi mà các anh chị mà mình mua tặng ấy, đấy, mình mua tặng ấy, thì những cái bàn như thế này, thứ nhất là nó đẹp này, thứ hai là cái chức năng của nó cũng đầy đủ chức năng luôn ấy. Rồi mình thái lọc này, nó đều không bị dính vào dao thì nó cũng rất là tiện. Anh chị mà mình mua tặng ấy thì mình có thể là lựa chọn những cái bộ như thế này. Đó. Cái dao lọc hiện tại đang có giá là 329.000 các anh chị nhé. Anh chị nào mình quan tâm thì có thể là để lại giúp em số điện thoại ở dưới comment, hoặc là mình gọi cho em theo số 0987240733. Hoặc mình cũng có thể là truy cập vào website của bên em là daofuxsen.vn hoặc là daofuxsen.htxdaofuxsen.com. Bên em thì có rất là nhiều mẫu dao, kiểu dao và dáng dao khác nhau, nên là các anh chị mà đang phân vân thì có thể là gọi cho em để được tư vấn chi tiết hơn các anh chị nhé. Hôm nay thì em xin phép tạm dừng clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những clip sau nhé. Xin chào.